Thân chào các em học sinh khối 8, trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta, cô sẽ hướng dẫn các em làm các bài tập để các em luyện lại kiến thức đã được học trong bài 13, 14 và 15. Bài 13, công cơ học, công thức tính A bằng F nhân S. Bài 14, định luật về công, được phát biểu như sau. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Nếu được lợi bao nhiêu lần về lực, thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. Chính vì không được lợi về công, cho nên ta sẽ có A1 bằng A2. Các em chú ý, trong bài tập phải có chữ bỏ qua ma sát. Công A1 là công nâng vật theo phương thẳng, tính bằng công thức A1 bằng P nhân H. Công A2 là công đưa vật lên cao bằng các máy cơ đơn giản, tính bằng công thức A2 bằng F nhân S. Nhưng thực tế luôn có ma sát nên A2 sẽ lớn hơn A1. A2 chính bằng A1 cộng với A hao phí, tức là công chúng ta phải chi phí thêm để thắng ma sát. Bài 15 về công suất, công thức P bằng A chia T. Các em quan sát trên hình, đây là ba trường hợp đưa cùng một vật lên cùng một độ cao. Trường hợp thứ nhất, ta đưa vật theo phương thẳng. Trường hợp thứ hai là đưa vật lên bằng lòng đọc động. Trường hợp thứ ba cũng đưa vật đó lên độ cao đó, nhưng lại bằng mặt phẳng nghiêng. Thì các em đã biết lòng đọc động sẽ cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi. Chú ý đây là một lòng đọc động. Mặt phẳng nghiêng thì luôn luôn cho ta lợi về lực vì ta luôn bị thiệt về đường đi, do là chiều dài mặt phẳng nghiêng ký hiệu chữ L luôn luôn lớn hơn độ cao mặt phẳng nghiêng ký hiệu chữ H, do là trong tam giác vuông cạnh huyền bao giờ cũng lớn hơn cạnh góc vuông. Phía dưới là bảng so sánh công thực hiện trong ba trường hợp kéo trực tiếp và dùng lòng đọc động và dùng mặt phẳng nghiêng. Trường hợp thứ nhất là nếu kéo trực tiếp thì lực kéo ép luôn bằng trọng lượng của vật. Tất nhiên là vật phải chuyển động đều. Quãng đường nâng vật lên chính bằng độ cao. Vì vậy công thực hiện A1 bằng, thay vì viết F nhân S, ta viết A1 bằng P nhân H. Còn khi mà bài tập có lòng đọc động thì lực kéo các em tính theo công thức F bằng 1 phần 2 của P hoặc bằng nửa của P. Quãng đường đi được của đầu dây kéo bằng 2 lần H, cho nên ta thiệt 2 lần về đường đi. Vì vậy, công thức đưa vật lên bằng lòng đọc động, ta viết là A2 bằng F nhân S. Còn dùng mặt phẳng nghiêng thì lực kéo sẽ bằng A2 chia cho chiều dài mặt phẳng nghiêng là L. Chiều dài mặt phẳng nghiêng, tức là quãng đường đi được của vật, sẽ bằng A2 chia lực kéo F. Và công thức tính A2 sẽ bằng F nhân quãng đường di chuyển là L, chính là chiều dài mặt phẳng nghiêng. Sang phần bài tập cụ thể, bài 1. Một người kéo một vật nặng 15 kg chuyển động đều lên cao 4 m theo phương thẳng đứng trong 30 giây. Câu A, tính công và công suất của người đó. Câu B, nếu kéo vật nặng trên cũng lên độ cao đó nhưng bằng mặt phẳng nghiêng dài 6 mét thì lực kéo của người là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Phần tóm tắt. Các em ghi khối lượng M bằng 15 kg. Độ cao nâng vật lên H bằng 4 mét. Chiều dài mặt phẳng nghiêng L bằng 6 mét. Thời gian kéo vật T bằng 30 giây. Và tính công và công suất. Trước tiên, chúng ta muốn tìm công thì các em phải tính trọng lượng của vật. P bằng 10 lần khối lượng, lấy 10 nhân 15 bằng 100 Newton. Và đây là công nâng vật theo phương thẳng đứng. Cho nên ta sử dụng công thức A bằng P nhân H, 150 nhân 4 bằng 600 joule. Công suất
Áp dụng công thức P bằng A chia T. Ta lấy 600 chia 30 giây bằng 20 W. Sang câu B. Dựa vào phần bài tập, người ta nói bỏ qua ma sát. Vì vậy, theo định luật công, ta sẽ có công thực hiện khi đưa vật lên cao theo phương thẳng đứng sẽ bằng với công đưa vật lên bằng mặt phẳng nghiêng. A1 bằng A2, mà A1 ở câu A ta tính bằng 600 joule, thì suy ra A2 cũng bằng 600 joule. Vậy công đưa vật lên bằng mặt phẳng nghiêng A2 bằng 600 joule. Bài yêu cầu tính lực kéo. Ta đã biết A2 bằng F nhân L. Vậy lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng F sẽ bằng A2 chia chiều dài L, lấy 600 chia 6 bằng 100 Newton. Sang bài số 2. Một con ngựa kéo xe với lực kéo bằng 240 Newton đi trên đoạn đường nằm ngang dài 3 km trong thời gian 20 phút. Câu A. Lực nào đã thực hiện công cơ học? Lực hút của trái đất tác dụng lên xe có sinh công không? Vì sao? Câu B. Hãy tính công suất thực hiện của con ngựa và cho biết con số này có ý nghĩa gì. Tương tự vậy, ta vẫn phải ghi tóm tắt trước. Lực kéo bằng 240 Newton. Quãng đường S bằng 3 km, các em phải đổi ra đơn vị mét bằng 3.000 mét. Thời gian T bằng 20 phút thì đổi bằng 1.200 giây. Bài yêu cầu tìm công suất. Câu hỏi A hỏi về lý thuyết. Vậy lực nào đã thực hiện công cơ học? Rõ ràng khi con ngựa kéo xe thì lực kéo của con ngựa sẽ thực hiện công cơ học. Thế còn lực hút của trái đất tác dụng lên xe có thực hiện công cơ học không? Ta thấy lực hút của trái đất tác dụng lên xe sẽ không thực hiện công cơ học vì phương của lực hút là phương thẳng đứng. Nó vuông góc với phương chuyển rời nằm ngang. Trong trường hợp này, lực hút của trái đất không thực hiện công cơ học. Lực hút của trái đất chỉ thực hiện công cơ học khi vật rơi từ trên cao xuống. Câu B. Ta tính công suất thực hiện của con ngựa. Mà muốn tính công suất thì ta phải tính công thực hiện trước. Công thực hiện của con ngựa dùng công thức A bằng F nhân S, lấy 240 nhân 3.000 đáp số bằng 720.000 joule. Có công thực hiện rồi, áp dụng công thức. Công suất được tính bằng A chia T, ta thế số vào, lấy 720.000 chia cho 1.200 bằng 600 W. Vậy công suất của con ngựa bằng 600 W. Con số này có ý nghĩa gì? 600 W có nghĩa là trong một giây con ngựa thực hiện được 600 joule. Bài tập 3. Nói về máy cơ đơn giản, đó là ròng rọc động. Đề bài như sau. Một người thợ xây dùng một ròng rọc động để đưa một vật lên độ cao 12 m với lực kéo là 75 Newton, bỏ qua hao phí. Có 3 câu hỏi. Câu A, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn dài bao nhiêu mét? Câu B, tính trọng lượng vật. Câu C, tính công thực hiện của người đó. Để dễ làm bài, bắt buộc chúng ta phải ghi tóm tắt. Lực kéo vật là 75 Newton. Còn độ cao H bằng 12 mét. Các em rất dễ nhầm lẫn giữa độ cao và quãng đường S. Khi đọc bài, chúng ta thấy chữ độ cao là các em phải ghi chữ H rồi. Còn câu A là hỏi về quãng đường di chuyển của đầu dây kéo S. Câu B, tìm trọng lượng P. Câu C, tìm công A thực hiện. Các em đã biết được là đối với một ròng rọc động, ta luôn luôn bị thiệt hai lần về đường đi. Vậy quãng đường đầu dây phải kéo S bằng 2 lần độ cao, nâng vật bằng 2 x 12 bằng 24 mét. Còn dùng ròng rọc động, ta được lợi 2 lần về lực, cho nên F kéo sẽ bằng nửa trọng lượng của vật bằng P chia 2. Từ đây, ta áp dụng toán, ta suy ra trọng lượng vật P sẽ bằng 2 lần F kéo bằng 2 x 75 bằng 150 Newton. Rõ ràng, vật này nặng tới 150 Newton mà ta chỉ cần tác dụng một lực 75 Newton bằng nửa trọng lượng của vật, ta cũng đưa được vật lên cao. Câu C,
tính công thực hiện. Công thực hiện của người đó khi sử dụng dòng độc động A2 sẽ bằng F nhân S bằng 75 nhân 24 bằng 1800 joule. Nhưng mà có một số bạn cũng có thể tính theo cách khác, là bạn tính theo công nâng vật theo phương thẳng A1 bằng P nhân H, thì lấy 150 nhân 12 cũng ra đáp số 1800 joule, nhưng ta phải lý luận thêm một câu A2 bằng A1, cho nên A2 cũng bằng 1800 joule. Hướng dẫn học ở nhà, các em làm các bài tập trong file Word rồi gửi lại cho cô theo địa chỉ mail. Cô xem các bạn làm bài tập như thế nào. Sau đó các em xem và soạn bài 16 cơ năng, trả lời 3 câu hỏi. Khi nào ta nói vật có cơ năng của vật gồm những dạng nào? Các dạng cơ năng phụ thuộc vào yếu tố nào? Buổi học của chúng ta đến đây là hết. Chào các em. Hẹn gặp lại các bạn.